chào tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử tin yêu của Đức Phật. Mô Phật. Chẳng hay, ngài đi đâu vậy? Mô Phật, đã đến giờ tôi đi khất thực. Làm đệ tử của Đức Phật cũng cực nhọc quá nhỉ? Phải đi khất thực kìa. Như vậy chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Phải, Phật dạy chúng tôi phải buông bỏ tất cả. Cung vàng điện ngọc không là gì vướng bận. Cơm khất thực ngàn nhà, đệ tử biết mình phải luôn tri ơn thi chủ đàn na. Nhưng mà chịu cực khổ như vậy để có gì vui? Có chứ. Vui trong đạo pháp, vui trong niềm thoát tục. Cái vui mà người trần gian khó tìm thấy được. Một khi còn vướng mắc vào vòng danh lợi đua chen, thì không thể nào thấy được niềm vui mãi toàn tính lo âu. Mãi u sầu phân vân, bị trói chặt vào danh lợi bạc tiền thì chỉ còn biết có tiền giấc ngủ chẳng được tròn. Khi ăn vẫn còn tính toán, một nam nhân đẹp đẽ, dáng dấp hiên ngang, sao lại phí bỏ đời mình để khoác vào chiếc áo nhà tu khổ hạnh? Ta hỏi thật nha, chàng có biết yêu không? Thưa, tôi biết. Thấy chưa, ta nghĩ là chàng cũng biết yêu, vì chàng cũng giống như mọi người. Và trên đời này có gì cao hơn tình yêu được chứ? Cô nói đúng. Chàng cũng chấp nhận lời ta là đúng mà. Phải, trên đời này nếu ai không có tình yêu thì sẽ không hiểu được ý nghĩa gì trong cuộc sống. Nói thế chàng cũng đã yêu. Thế tình yêu của chàng như thế nào? Có mãnh liệt không? Có sai đắm không? Chàng có thể vì tình yêu ấy mà làm tất cả không? Vâng, ta đã yêu. Một tình yêu rất chân thành, mãnh liệt. Và ta có thể vì tình yêu đó mà đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình. Vậy chàng đã yêu ai? Ta yêu nàng. Vì nàng cũng là một chúng sinh như muôn ngàn chúng sinh đang trôi lăn trong ba đường sáu nẻo. Ta
yêu chúng sinh, yêu tất cả muôn loài. Và vì tình yêu ấy, dù phải trải qua trăm ngàn thân xác để cứu độ sanh linh, thì ta cũng sẵn sàng và hân hoan chấp nhận. Thôi, chàng đừng nói những lời cao xa khó hiểu. Ta chỉ biết rằng ta là phận gái. Và chàng biết không, tình yêu là điều thiêng liêng nhất. Với người con gái thì điều đó lại càng thiêng liêng hơn. Chàng ơi, lần đầu tiên khi gặp chàng, ta đã nghe tâm hồn mình sao xuyến. Ta vẫn thầm ao ước được cùng ai nên nghe châu. Sẽ cười chê tôi là kẻ tu hành mà không tròn phẩm hạnh. Ta không cần gì cả, chỉ biết rằng ta yêu chàng. Liên Hoa Sắc, dừng lại đi. Cuộc đời của nàng trước kia là những chuỗi ngày đắng cay đau. Sao không biết tự ăn năn sám hối mà hôm nay lại muốn sa chân vào bóng tối đêm dài. Xót thương thay cho phận gái lạc loài, bởi cuộc đời không may xô đầy kim đoá đại nạn cánh chiều hôm nay. Đời nay chịu khổ vì đời trước gây ra, đó là cái nhân mà nghiệp duyên nên qua. Sao không biết để tự mình cái qua lại
những lời như xoáy vào tim tôi vậy. Chẳng có gì gọi là khó hiểu, ta nhìn nàng hôm nay thì biết được từ trong quá khứ nàng đã từng mang thống khổ hận sâu. Là kẻ qua sông mà đành gây nhịp cầu, bao nhiêu nỗi buồn mấy lâu chồng chất đã tạo nên niềm quốc hận chẳng vui ngoài. Sao không biết tình tâm để tìm đến tương lai, lại kết nối thêm kiếp đời quan trai. Ta khuyên nàng bình tâm suy nghĩ lại, dừng chân thôi đừng gây hại cho người. Ngờ đâu là những nỗi thương buồn. Tôi ngây thơ nào có tôi tình gì, sao lại gặp cảnh đời ngang trái, nên ngu sầu cho lệ cha. Mình vì đơn sơ mà cũng chẳng được tròn như mong. Có phải cuộc đời là đầy những bất công, sao trời nỡ phụ lòng không cho tròn hạnh phúc. Mà cô lại gây thêm nhiều quan trai,
sao không dừng chân lại để tìm một hướng đi êm ả cho mình? Rồi hôm nay lại nghe lời ngoại đạo toan hãm hại kẻ tu hành nữa sao? Ngài nói sao? Cô không thể che giấu được tôi đâu. Tôi biết rõ và khuyên cô hãy dừng chân lại. Tôn giả ơi, tôi là người xấu xa tội lỗi, vì chuyện đời tôi lắm éo le. Nếu ngài biết được, e rằng ngài cùng bịt tay quay mặt. Không, cô hãy nói đi, xem như đó là lời sám hối. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy trời? Đẹp mà nhìn không ra luôn, ai vậy hả? À, trời ơi, thì ra là mình đó. Sao mà đẹp dữ vậy không biết. Trời ơi, nhìn không ra luôn đó. Tưởng đâu là gái 17, 18 tuổi thôi, trời ơi. Đẹp quá đi à. Ồ, chà, cái áo này coi cũng được lắm đó ha. Kìa mẹ, hôm nay mẹ lại mua áo mới nữa hả? Liên hoa sát. Mẹ mới mua nhiều lắm đó nghe. Sáng nay ra chợ thấy áo nào cũng đẹp, mẹ mua hết về đó. Nè, con có muốn thử không? Dạ thôi, con còn nhiều áo lắm. Còi còn đó, không biết sửa soạn gì hết á. Phải sửa soạn lên đi cho nó đẹp. Thấy mẹ không? Bạn bè của mẹ ai cũng bảo mẹ trẻ hơn cái tuổi thật của mẹ nhiều. Nhờ mẹ biết trang điểm nè, biết sửa soạn đó nha. Nhưng mà con không có quen chân diện xe xua. Như vậy cũng được rồi mẹ à. Ủa, con Hoa Linh, con gái con đâu rồi mẹ? À, nó vừa đi ra ngoài. Mẹ sai nó đi mua nhân sâm về nấu canh cho mẹ ăn. Hơi dạo này da nó hơi nhăn. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Nó có nhiêu tuổi rồi mà sao da nó nhăn hết trơn vậy nè? Tôi nghĩ tôi còn trẻ lắm mà. Bởi vậy cho nên á, mẹ mới ăn canh sâm để bồi bổ cho da nó tươi lại đó con ơi. Dạ, con chào mẹ, con chào ngoại. Nhân sâm con mua về rồi, ngoại chỉ cho con nấu đi. Nè, ở nhà thì gọi là ngoại, ra đường thì phải gọi là bà Tần Sa La Phu Nhân, nghe chưa? Sao kỳ vậy ngoại? Trời ơi, trời ơi, mày gọi ta là bà ngoại rồi mỗi người tưởng tao già rồi sao hả? Thì dù gì ngoại cũng già rồi. Câm! Nín hả? Ai sao mày dám nói tao già hả? Còn nói một lần nữa đó hả là tao đánh đòn mày, nghe chưa? Tao vẫn còn xuân sắc, sao dám nói tao già? Già tao còn mơn mơn, nhan sắc vẫn mặn mà. Tao già chỗ nào đâu, mày phải nói cho ra, không thì chết với tao. Tại con thấy ngoại lớn tuổi rồi chứ bộ, đâu có trẻ gì đâu mà cấm con nói ra. Liên hoa sát à, trời ơi, trời ơi, mày giải con mày vậy đó hả? Trời ơi, thôi con à, ngoại không thích á thì đừng có nói vậy. Thôi thôi, vào trong lo nấu canh sâm đi. Dạ, con chào ngoại. Ý không, con chào bà Tần Sa La Phu Nhân.
Mẹ à, cha con mới mất chẳng bao lâu, mẹ đừng có chân diện quá, con sợ người ta dị nghị. Ai vậy này? Tao lỡ là trời, ai dám dị nghị tao? Chồng tao, chồng của tao á, cha của mày ha, ông qua đời đã một năm rồi, chết hỏi gì sao? Sáng nay con thấy có người đưa tin, chắc chồng con nhắn tin về hả mẹ? Chồng con có nhắn tin về, nói rằng ngày mai xong việc rồi nó về. À, vậy là chồng con ngày mai về. Để con chạy ra chợ mua sẵn những thứ cần dùng. À, hay là con mua thịt về hầm sẵn chờ chồng con về ăn. À thôi, con đi nha mẹ. Chỉ giùm con nấu canh xong đi ngoại. Ôi, có bao nhiêu đó mà làm không xong, phiền quá đi. Em ơi, Liên Hoa Sắc à, em đâu rồi? Em à. Sao về sớm vậy? Cho ôm miếng canh. Trời, làm cái gì vậy? Người ta thấy sao? Ai thấy? Liên Hoa Sắc nó đi ra chợ rồi. Ủa vậy hả? Chỉ còn con Hoa Linh ở đằng sau bếp thôi. Hoa Linh hả? Ừ. Giải quyết nó luôn, đưa nó. Vậy giải quyết sao? Hoa Linh à. Dạ. Thưa cha mới về. Nè, mày chạy ra chợ mua giùm tao phấn bột. Mày nhớ mua ở cửa hàng ông Quốc Đà đó nha. Cửa hàng phấn bột đó xa lắm, con đi chắc tới chiều mới về tới. Rồi ai nhà coi nồi canh cho ngoại? Để tao coi cho. Đi mau đi. Xa mà tới chiều về. Khoan. Quay lên. Dạ. Lấy cái dĩa mua cho cha một dĩa nước mắm. Nhớ không được để đổ. Đổ một giọt đánh một roi đó nghe. Cha ơi, nước mắm tưởng trong dĩa là đổ chắc rồi đó cha. Thì đứng trong dĩa mới đổ. Cho nên mày phải nhìn vô cái dĩa nè. Không được nhìn trong đường. Nhìn vô cái dĩa, nhớ chưa? Đi mang đủ nước mắm về một dĩa cho cha, nghe chưa? Đi liền. Cha ơi, chắc vậy con đi tới sáng mai con mới về tới quá cha. Sáng mốt về cũng được nữa. Cãi không người lớn nấu không có nghe, không có cãi. Nghe lời, đi. Đi mau đi con, đi mau đi. Dạ. Nó đi rồi. Vậy là nhà không có ai hết đó. Mình tha hồ tâm sự. Nè, lần này sao đi buôn hàng gì mà lâu quá vậy? Nhỏ quá. Để người ta trộm chết à. Năm nay việc làm ăn khó khăn. Khó khăn lắm phải không? Nghĩ làm vậy? Con chừng con Liên Hoa Sắc nó thấy, nó làm ầm lên bây giờ. Nó chưa có về đâu mà sợ. Người ta cũng muốn cho nó biết nữa kìa. Bậy, trời. Cho nó biết anh không có được đâu. Con sợ hả? Tôi không có sợ. Sao sợ? Trước sau gì nó cũng biết thôi. Biết, nó đang kêu bà bằng má. Rồi nó biết chuyện tôi với bà vậy. Rồi nó kêu tôi bằng cái gì? Bằng cha. Được không? Được quá đi chứ. Vậy rồi. Có sao đâu. Vậy. Trời ơi, thì chừng đó đó hả, tôi với ông không còn lắm lét nữa. Mà mình sẽ công khai, không sợ ai dòm ngó. Mình tự do âu yếm, chẳng còn lo.
lỗi thôi. Trời ơi, có gì đâu mà ông cứ sợ, kiếm gì rồi cũng phải đến mà thôi. Ông là đàn ông mà sống ghét quá chừng à, chẳng bằng một góc của tôi. Nhưng mà tôi sợ đổ bể ông dùng rồi con. Bình tĩnh. Ủa, tôi không xứng với ông hả? Bình tĩnh nói nhỏ. Bây giờ ông nghe tôi hỏi ông nè. Nói. Hồi ông mới thương tôi á. Đúng rồi. Ông nói với tôi những gì? Nhớ nhớ mày. Nhớ không? Nhớ. Tôi nói hồi đó bà trẻ đẹp. Còn bây giờ tôi già lắm phải không? Trời ơi bây giờ chê tôi già. Bình tĩnh. Quá trời ơi, tôi già dữ lắm rồi phải không? Tôi nói cho ông biết hả, cái gia tài kết xù này á là của ông chồng quá cố của tôi để lại, đủ để cho hai đứa mình sung sướng cả một đời. Biết rồi. Ông còn lo cái gì nữa? Biết. À, thôi được rồi, bây giờ hay là để tôi đi kiếm người khác, cho họ vô đây để họ hưởng. Bậy. Còn... thôi đi. Còn ông đó hả, tôi đuổi ông ra đường để ông đi ăn mài với con Liên Hoa Sắc. Bà muốn cái gì tôi cũng chiều theo bà hết á, nhưng mà tôi sợ là... Sợ cái gì hả? Con Liên Hoa Sắc nó có biết hay không á, thì tôi cũng chờ ngày đó để tôi có cớ hả, tôi đuổi nó ra khỏi nhà để nó đừng có... Mẹ. Được lãi to, anh phải cố gắng làm để kiếm tiền thật là nhiều để lo cho vợ anh sung sướng nữa chứ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Kìa, sao em lại cảm ơn? Đã là chồng vợ với nhau thì anh phải chu toàn cho em chứ. Chính anh mới phải là người cảm ơn em mới đúng đó, vì em đã chấp nhận về làm vợ của anh. Đó là điều mà anh cảm thấy mình may mắn nhất trên đời. Em là vợ hiền ngoan, anh có phước mới lấy được em. Đảm đang ghen theo lại còn duyên gian khả ai. Hạnh phúc ngập tràn, anh nào đâu dám mơ điều gì hơn. Thôi anh đừng quá.
sang phú quý. Chỉ mong sao anh một lòng một dạ với em là đủ rồi. Chuyện đó em khỏi phải lo. Anh chỉ biết có một mình em thôi. Này nha, không phải nịnh chứ vợ anh là nhất ở trên đời này rồi, anh còn tìm kiếm nơi đào nữa. Anh nói như vậy là em đủ vui rồi. Chuyện gì vậy em? Nhưng có điều này em muốn nói với anh. Điều gì? Em nói đi. Em vừa biết được tin là anh đã có một người khác. Ai? Người nào nói với em như vậy? Em chỉ đi, anh sẽ cho nó biết tay. Tại sao lại vu oan cho anh như vậy chứ? Em à, em hãy bình tĩnh đi. Em hãy yên tâm, anh là người chồng chung thủy nhất của em rồi. Anh ơi, em chỉ mong sao đó là sự thật. Nhưng thực tế thì biết có được hay không, hay đó chỉ là chót lưỡi đầu môi. Đời người con gái ai cũng mong mình hạnh phúc yên vui bên người chồng thủy chung. Thì anh vẫn là người chồng mẫu mực, vẫn yêu em hết dạ hết lòng, nào dám tính chuyện đèo bồng. Vì cuộc đời em đã quá khổ đau nên em rất sợ lo. Nếu mai đây hạnh phúc không tròn, chẳng còn gì nữa đợi chờ. Sao em lại luôn luôn ngờ vực, làm mà anh thấy ngại lo. Thôi anh đừng âu lo nữa, không có gì đâu, chẳng qua là em hay nghi ngờ vẫn dơ vậy thôi. Đúng rồi, đừng nghi ngờ gì nữa nha em, mà làm mất đi hạnh phúc của vợ chồng mình. Thôi bây giờ em ở nhà, để anh ra cửa hàng một chút rồi anh sẽ về. Anh đi nghe em. Dạ. Quay sát, chuyện ấy có thật rồi chị ơi. Hả? Anh nói sao? Vậy là chồng tôi có người đàn bà khác thật à? Đúng là như vậy. Để tôi nói cho chị biết là. Thank you.
tại sao lại tranh bạc tôi? Tôi đổ ra biết bao nhiêu tiền bạc rồi, liên quan chắc đâu? Tại sao vậy? Tại sao con lại tính đối xử tàn nhẫn với tôi? Liên quan chắc. Dạ, Liên quan sắc xin chào. Chẳng hay quý khách là ai vậy? Làm mặt lạ hả? Lãnh nhạc hả? Vừa phải con nghe. Tôi đổ ra biết bao nhiêu tiền tôi cung phụng cho cô mà cũng chưa vừa lòng sao? Bây giờ cô muốn bỏ rơi tôi chứ? Cô muốn tiền nữa không? Cô muốn vàng không? Đây là bao nhiêu? Nè, một bọc vậy nè. Đó, tôi gom hết của vợ tôi đưa cho cô đó. Đó, cô muốn làm gì làm đi, đừng có bỏ rơi tôi thôi hả? Tôi chỉ chấp nhận cho người nào đến với tôi một thời gian ngắn mà thôi. Tôi không muốn gắn bó lâu dài với ai cả. Ông không biết điều lệ đó của Liên Hoa Sắc hay sao mà còn bám theo tôi mãi vậy? Không, tôi không biết gì hết đó. Tôi yêu cô mà, tôi lo cho cô mà, tôi có thể dâng hiến cho cô tất cả. Liên Hoa Sắc, chỉ xin cô đừng buồn bạn, làm cho tim tôi rối loạn. Đời tôi chỉ có cô thôi, ngoài ra không cần gì cả. Thôi, tôi nghe câu ấy nhiều rồi, nó trở thành quá nhàm chán. Tôi van cầu cô thương xót cho nghe tôi ân huệ sao cùng. Ân huệ gì? Giờ cô nói thiệt đi, cô muốn gì nè, cô nói đi. Hay là cô muốn tôi về ly dị với mụ vợ hỗn hào, hung hăng, độc ác, xấu xa, ngang ngược, bạo tàn, lòng lan, giả hiểm cái con mụ vợ của tôi đó phải không? Được rồi, tôi về tôi ly dị với mụ ấy liền cho cô coi. Tôi cũng chịu hết nổi rồi. Tôi nói thiệt nha, mỗi khi nhìn thấy bà nha, là cả bầu trời như tôi sầm trước mặt. Mỗi khi nhìn thấy bà là tôi ngang mở qua trời luôn. Tôi về tôi ly dị bà liền đây. Tôi về tôi ly dị bà liền. Bà... Cái gì? Tôi ly dị. Vừa nói cái gì? Ly dị ai? Ai ly dị đâu? Ai nói gì đâu? Em thân yêu. Ôi người vợ dịu dàng đoan trang, thùy mỹ hiền diệu nè, đảm đang nè, ôi nhan sắc diễm kiều nữa, thân hình ẻo lả, chim sa cá lị. Anh có nói gì em đâu à? Có nói gì đâu, khen không ha? Có nói gì đâu. Đồ cái thứ hổng xương, cái lưỡi hổng xương, nhiều đường lắc léo mà. Vừa mới chửi rủa tôi ha, là độc ác nè, xấu xa là lòng dạ nham hiểm nè, rồi cái thấy mặt cái khen, trời ơi khen nức khen nở, nào là dịu dàng đoan trang thùy mỹ. Trời ơi, nhìn kỹ tôi đây, nhìn kỹ coi, tôi có thua kém ai đâu nè. Hả? Trời ơi, nhìn coi, bộ tôi xấu lắm hả? Rồi có vợ anh đẹp lắm á, nó bảo mỗi bước chân em đi đất trời rung chuyển, một tiếng em thở là lá rừng rụng sạch, mỗi lần em giận là em nhảy đành đạch là gạch đá cũng sạt lở dưới chân em. Anh nói thiệt á, không tin nữa nha, anh đem em đi đấu giá nha, bỏ lên bàn cân em cũng ngang ngửa với voi á. Trời ơi, bữa nay ông ăn phải gan trời rồi phải không? Ha, ông đem tôi ra ông xỏ xiên nè. Đất trời rung chuyển ha. Ha, là voi nè ha. Đủ thứ hết à. Trời ơi, được rồi, tôi biết mà. Biết gì nữa? Bây giờ ông chỉ lo ông chạy theo mấy cô kỹ nữ
ơi, đừng khóc mình. Đừng khóc, mình khóc. Ta tưởng đây lò heo á. Đó thấy chưa, bây giờ cho tôi là heo nữa. Trời ơi, đến cái nước đây rồi, phải không? Được rồi, được rồi. Đứng lên. Dạ. Về nhà rồi tôi cho ông biết tay tôi. Tôi sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Không một đồng một cắt nào hết. Coi ông có còn hào hoa phong nhã nữa hay không? Đi, đi mau. Về, về. Liên quan chắc mà anh tới nữa nha. Cái gì, hẹt hò nữa. Ôi, chờ nè. Ôi, chờ nè. Bữa nay là chết mất xác rồi, còn đâu mà tới ngày mai mà hẹn với họ. Đi, đi, đi. Ôi, chết luôn rồi. Từ đó, tôi đã làm tan nát không biết bao nhiêu gia đình của kẻ khác, chỉ vì một mục đích trả thù. Tôi trả thù bọn đàn ông háo sắc, đa tình. Nhưng rồi có được những gì, hay chỉ là những khổ đau và mất? Sao cũng được, bởi đời tôi có còn gì để mất mát nữa đâu. Một tâm hồn trong sáng thuần lương, đó chính là bản lai diện mục, là chân tâm, là vô ngàn. Mà cô đã có đó từ vô thủy vô chung cho đến tầng bây giờ. Dẫu biết rằng tất cả sẽ qua đi như áo mộng xa mờ, thế gian vô thường, cuộc đời biến đổi, nhưng còn một thường hằng mãi mãi ngự trong ta. Cái gì có thì tức là không, còn cái gì không tức là luôn có. Hình danh sắc tướng sẽ tàn theo năm tháng, còn chân tâm vô ảnh nhưng vĩnh viễn trường tồn. Quẩn quanh
chờ gió ngàn thổi xa mù khơi. Cuộc đời vẫn là u sầu cái bầu không, hay tựa như một dòng sông trôi mãi không chờ mong. Nếu biết tất cả như là mộng ảo thì buồn chi cho phiền não bận lòng. Gá thăm mộng dạo chơi trong cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng ai ơi. Ghi lời mộng nhắn khắc mộng trên đời, biết được là mộng rồi bừng tỉnh mộng ngay thôi. Cô hãy xem cuộc đời như giấc mộng, rồi tất cả sẽ tan biến, danh vọng uy quyền bỗng chốc quá hư không. Thế thì đéo mang thù hận mãi làm gì, để cho lòng trong sáng bị lấm lem vì bụi trần che phủ. Phải, ngài nói đúng. Bấy lâu nay sự thù hận đã làm cho tôi mất đi nhân tâm. Tôi không có lấy một ngày yên vui hạnh phúc, ăn không tròn bữa, ngủ không tròn giấc, lúc nào cũng như lửa đốt trong lòng. Sống trong phú quý giàu sang mà như kẻ cùng đinh khốn khổ. Tôi phải làm sao đây tôn giả ơi? Biển cả mênh mông nhưng quay đầu sẽ là bờ. Không bao giờ là quá muộn cho một người biết ăn năn cải hối. Niệm trước là ta, niệm sau là Phật. Chỉ một sát na thôi sẽ vượt sóng nghìn trùng. Từ địa ngục ta vẫn có thể thoát sinh lên cõi trời ngay tức khắc. Và đó chính là sự quyền diệu của chân tâm. Nhưng thưa tôn giả, một người tội lỗi chất ngất như tôi làm sao có thể rửa cho sạch được? Y phục dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ. Thân thể bám đầy bụi bặm, tắm gội sẽ sạch lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng pháp Phật để tẩy trừ. Cô hãy thành tâm cải hối, quy y Tam Bảo, chỉ quyết tu hành thì sẽ có thể chấm dứt quãng đời truân chuyên quan trai ấy. Thật vậy sao? Tôi có thể trở lại là người thiện lương trong sạch ư? Sẽ thành tâm sám hối, quy y Tam Bảo. Tôn giả, xin ngài cứu giúp cho tôi.
Đức Phật giải rằng: khi mê là chúng sanh, khi ngộ rồi là Phật. Phật tánh không loại trừ ai, ai cũng có sẵn bên mình tánh Phật. Triệu chứng chân mầm xanh, sai kỳ hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Sau ngày ấy, Liên Hoa Sắc được tôn giả Một Kiền Liên chuyển hóa, đưa nàng quy y với Đức Thế Tôn. Nàng tinh tấn tu tập và chứng quả A-la-hán, được xem là đệ nhất thần thông bên ni giới. Như đóa hoa sen dương lên từ bụng nhớ tâm tôi, mà dâng thơm hương trắng trong màu tinh khiết rạng ngời, màu nhiệm biết bao Phật đem ánh sáng cho đời, xua tan đau khổ hướng về miền giải thoát yên vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cái gì đó Vạn Phúc? Cha ơi, mày đi đâu mà hơi rượu nực nồng vậy mày? Lại đi nhậu say sưa nữa phải không? Cha ơi, không có sai. Nhậu là để cho đầu óc nó sáng suốt, để tìm mưu tính kế, để dẫn mối buôn bán cho cha chứ. Vậy mối đâu? Cha ơi, từ từ chứ, đâu có phải một ngày, một buổi mà là có liền đâu. Mối đâu thì tao chưa có thấy, thì thấy mày càng ngày càng say sưa be bét. Tôi không giống ai hết. Không giống ai nhưng mà giống cha. Cha ơi, cha đừng nói vậy. Đáng lý ra là cha phải khen con, vì con có hiếu tối ngày lo kinh tế để giúp cha buôn bán làm ăn sao quê cho mau phát tài, mà muốn
muốn cho tâm trí khôn ngoan thì con phải nhậu say. Bởi vì rượu là thứ nước thần tuyệt diệu, làm cho đầu óc con phấn chấn hăng say, để con nghĩ ra những chuyện phi thường mà thường ngày con không dám nghĩ ra. Nhưng tao chỉ sợ cho mày cứ uống rượu hoài mai mốt rồi thành một thây ma. Cha cha ơi, không có đâu. Con cam đoan với cha là cái thằng dạng bút này sẽ đem lại tiền tài cho cha. Nhưng mà trước mắt bây giờ cha cho con chút đỉnh. Ê cha, chi vậy? Nói tới nói luôn rồi mày cũng khảo tiền tao hả? Bao nhiêu lần rồi mày? Cũng mới vài lần thôi. Cha, chiều nay có một cái mối này ngon, con phải gài đổ nhậu mới tính chuyện làm ăn được. Mà tao nói cái vụ này mà vô một cái là cha giàu khẩm luôn. Nó vô một cái tật luôn, tiền vô đầy nhà, đếm mệt nghỉ. Thiệt không đó? Thiệt. Yên chí, yên chí, con nói là có. Đây nè, gạt tao là chết cho mày. Nói cho quá, con làm sao dám gạt cha. Thôi nè, con đi nha. Thiệt tình, có hai đứa con à. Thằng lớn thì rượu chè tối ngày, không có nhờ được gì hết. Còn đứa con gái ư? Nhận tín hiệu à. Mình con tôi hố non dê. Hút ai? Hút. Ủa, nó đâu ta? Tùng Vinh, Tùng Vinh, khắc Tùng Vinh, Tùng Vinh, Tùng Vinh, khắc Tùng Vinh. Thôi, thấy cái tướng mày bự quá rồi đó thiệt á. Ông già mày ông đặt cái tên rè nó thiệt, nó giống như cái tướng của mày. Mai mốt mày chết lấy da mày bị trống quánh cắt từng phần đã lắm. Trời ơi, mày nói tao mà mày không nhìn lại mày. Tao chống chầu mày cũng chống chiến. Thôi thôi mệt quá. Nè đi, đi với tao. Ồ, mà đi đâu? Đi đánh bạc, vui lắm. Vậy sao? Ồ, mà tao đâu biết đánh bạc. Trời ơi, thì tâm sư học đạo. Không biết thì tao dạy. Dễ ợt à. Không có thằng bạn nào tốt với mày như tao đâu. Mày thấy không? Chưa thấy. Từ hồi mày quen với tao tới giờ, mày học được ở tao nhiều thứ lắm à. Vậy sao? Ủa mà không gì đâu. Vô đây, vô đây nói chuyện mày. Đừng đứng lấp ló. Người ta nói mình là người gian tế. Đúng rồi. Rồi, mày ngồi xuống đây đi. Mày nghe tao giải thích. Rồi. Mày học cái gì hôm nay mà mày không nhớ là mày quá dở. Mày học ở tao cái gì? Nghe nè. Nghe. Mày biết nhậu là nhờ tao. Đúng rồi. Mày gan dạ cũng nhờ tao. Đúng rồi. Chớ hồi đó, ông già của mày nói cái gì mày đâu có dám cãi. Không dám. Nhưng nhờ đi chung với tao, học hỏi tao, mày mới biết nói dối để lấy tiền đi nhậu. Đúng rồi. Cũng giống như tao. Sao? Ông già tao nói một,
Tao nói hai, ông nói hai, tao nói bốn. Riết rồi á, ông mệt quá cái ông không nói luôn. Nín luôn. Tao muốn làm gì ta làm. Bây giờ cuộc đời của tao nó sung sướng như một ông vua vậy. Sung sướng rồi. Tùng phình, tùng phình cái chắc tùng phình, tùng phình, tùng phình cái chắc tùng phình. Vậy sao? Giờ mày mở mắt cho tao. Cứ mấy lâu nay tao ru rú ở trong nhà không có biết ăn chơi gì hết, rồi quê một cục luôn mày. Nhưng đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi. Còn bây giờ đứng lên coi, đứng thẳng lên coi. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày đã khôn ra, nhờ tao dạy dỗ mà mày nay thành người biết chơi, biết sống như bọn tao. Không ai dám nói, không ai dám lầy. Cái ơn này tao khắc ở trong lòng suốt đời suốt kiếp, không ngờ quên một thằng bạn hiếm có nhất ở trên đời này. Tao sẽ dạy mày nhiều thứ nữa, tha hồ mà hưởng mà chơi. Nhưng mà tao sợ lắm mày ơi, cha tao không biết nữa, ông đập cái tao gãy giò. Được không? Cái gì chắc lưỡi tao sợ quá. Lòng can đảm của mày đâu? Nó nằm ở trong này. Sự gan dạ của mày đâu? Ở trong bụng á. Không la mày, mày la lại. Như vậy mới là Nam Di Đại Trưởng Phu chứ. Đúng rồi, mới là Đại Trưởng Phu. Nhưng mà không được là... Người ta nói như vậy là mà bất hiếu. Ngu. Như vậy mới là có hiếu. Nghe nè, mày biết không? Sao? Ông già của tao ngày nay nhàn hạ thảnh thơi là nhờ tao nè. Vậy sao? Sao gì nhờ mày? Hồi đó ông có tới 7-8 cái cửa hàng buôn bán lận. Nhưng nhờ tao. Mà bây giờ ông còn một cái cửa hàng nữa. Vậy sao? Ủa rồi sao vậy? Thì mấy cửa hàng kia tao cầm bán sang nhượng lại hết rồi. Ê, mà không chừng còn một cái này nha. Mày mốt tao bán luôn cho ổng đỡ cực. Trời ơi, tao thương ổng quá. Đó, mày thấy như vậy là có hiếu hay là bất hiếu? Mày nói nghe là có lý rồi. Trời, phải có lý thôi. Tâm phục khẩu phục bà Pham. Như vậy thì lát nữa mình đi đánh bạc kiếm thêm mớ tiền. Rồi ngày mai mình đi nữ nhi lầu. Vậy sao? Nhưng mà ở đó có gì vui? Nhất dạ đế dương. Dương, mày tới đó mày còn sướng hơn một ông vua nữa. Mày muốn cái gì có cái đó. Tao nói cô gái ở đó nó đẹp là đẹp, nó xinh là xinh. Mày nhìn mày thấy thôi đã hắt ghiền rồi đó. Vậy sao? Rồi thay mà, thay mà. Mày về về trước đi, một lát tao qua đã quá. Rồi tao về tụ tập tụi nó, chờ mày qua cùng đi luôn hen. Thôi nghe mày kể tao nôn quá chịu không nổi phải không? Đi luôn, đi mau kẻo trễ. Đi chùa về đó hả? Hay quá ha. Cửa hàng không ai coi, thân già của tao nè, gần đất xa trời rồi mà phải quần quật suốt ngày, chẳng biết nghỉ ngơi. Để cho mày được thảnh thơi đi chùa, tao thiệt khổ sở làm sao. Còn với cái nói sao không nghe lời, thì tại vì con thích đi chùa, ở đó con được nghe kinh, rồi con niệm Phật nhờ quay linh độ trì, cho con thông minh sáng suốt, cho con khai mắt khai tâm. Đạo Phật hay lắm cha ơi, cho nên con mới ngày
Vậy hả con? Dạ đúng đấy cha. Bởi vậy lúc nào con cũng niệm Phật á. Rồi niệm Phật có đẻ ra tiền không hết con? Cha. Trời ơi, làm quần quật như con trâu cài mà còn chưa thấy gì. Ở không ngồi niệm Phật chắc tao đói luôn quá. Nè, con có thấy gì không? Cái gia sản kết xù này là do công lao mánh bung luồn lách của cha mà có. Phải đổ mồ hôi sôi nước miếng tráo trở ngược xuôi, ăn bớt, ăn xén, nói dốc, nói láo đủ thứ chuyện mới tạo được cái cơ nghiệp vững chắc như ngày nay. Cái cửa tiệm bách quá càng ngày càng phát đạt là do cha biết tính cho ngồi niệm Phật như mày ấy. Trời ơi, chắc có ngày ăn mày luôn quá. Chà, nhưng mà con thấy như cha sợ không có bền á. Trời, mày trù tao đó hả? Hay quá ha. Mày đâu có khôn hơn cha mày. Thực tế chút đi con, tao không thích cho mày đi chùa. Vô nghe mấy ông sư làm biếng đó, dạy mày làm biếng theo. Cha đừng có nói vậy. Có nhiều việc thầy con làm, cha đâu có biết. Tao đâu cần biết làm gì. Chỉ biết rằng tao có của cải. Mày là con tao, mày phải siêng năng làm việc cho cha, giữ gìn cơ nghiệp cho cha, chứ không phải đi chùa hoài. Nhưng mà có của cải như cha, con thấy khổ nhiều hơn vui đó. Đúng đó con. Ê, nó bậy. Mỗi thứ nó có cái thú riêng của nó chứ con. Bởi vậy, vô đây, theo cha vô đây cho con thấy cái này nè. Ủa, nghe cái này gì vậy cha? Con biết cái gì hả? Đó, con có thấy không? Tối cha ngủ đâu có tròn giấc được. Tao phải hàn mấy sợi dây xích thiệt to đó, con có thấy không? Chi vậy cha? Để tối tao ngủ tao xích vô hai cái tay tao nè, mấy cái chìa khóa tủ tiền vô luôn. Để ăn trộm đó có vô lấy cũng không được, vì chìa khóa vô hai cái tay cha rồi. Trời ơi, vậy rủi có quả quạng làm sao? Tao con quỷ. Sao mày ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ không à? Mày có biết không, hồi sáng này nè, cha mới cho thợ mộc đóng cái giường cho cha theo kiểu y như cái quan tài đó. Trời ơi, chi vậy? Tối tao vô tao nằm ở trong đó đóng nắp lại luôn. Ăn trộm nó có giỏi bằng trời cũng không lấy gì được của tao hết á. Vì tao khóa luôn cái nắp đó ba ổ chìa khóa lận đó con. Cha ơi là cha, tiền tài là vật ngoài thân, cha khổ sở vì nó quá, rốt cuộc chẳng được gì đâu. Ôi, nói chuyện với đứa ngu như mày tao mệt quá. Cha ơi, vì thương cha, muốn tròn đạo hiếu với cha, mà con chỉ muốn khuyên cha hãy bớt đi lòng tham vô đây. Của cải vật chất như phù du cát bụi, nó ở bên ta rồi mai lại xa. Của này do cha đã tạo ra, sao cha không nghĩ lại mà thành tâm bố thí, để cầu phước lành cho thân tâm an ổn, đạo Phật nhiệm màu sẽ gia hộ cho cha. Hả? Mày nói cái gì? Đem tiền của đi bố thí à? Thôi,
Con có khùng không con? Đồng tiền là nấm ruột mà con, khi không đem cho người khác khơ khơ như vậy sao? Phật dạy, bố thí là để trị tâm bổn sản, hơn nữa còn được phước báo hiện tiền, vì tiền bố thí không bao giờ mất. Đừng có dạy khôn tao cho mất công. Tao không nghe, tao không nghe, tao không nghe, tao không nghe. Cha à, hãy bớt suy nghĩ mánh mung mà hãy chuyên tâm niệm Phật. Con chỉ mong sao cha thay đổi là con vui lắm rồi. Tao cũng mong mày bớt đi chùa là tao vui lắm rồi. Cha à, hãy nghe con đi. Con đi chùa niệm Phật á, là cầu nguyện cho cha đó. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Mày niệm Phật cho cha đó hả? Tao không cần. Tao cũng không tin. Chừng nào niệm Phật mà đẻ ra tiền thì tao mới tin. Chừng đó tao thương ông Phật lắm mà. Bởi vì tao chỉ thương tiền. Ai đem tiền tới cho tao là tao thương à. Cha, cha thiệt là kỳ á. Cái gì cũng tiền á. Con chán lắm á. Con chỉ biết có tiền à. Con khổ lắm. Muốn cha quay đầu về với Phật Pháp thật khó làm sao á. A-di-đà Phật. Phật môn có 84.000 cánh cửa. Tùy duyên mỗi chúng sinh mà tự có một cánh cửa cho riêng mình. Nhưng tất cả rồi cũng quy về một mối. Con chớ quá buồn khổ làm gì. Vì thương cha, muốn báo hiếu cho cha, con chỉ muốn làm sao cho cha hiểu mà quy y Phật Pháp. Con giỏi lắm. Đó là đạo hiếu. Thầy sẽ có cách giúp cha con chuyển qua tâm. Mà quay đầu về với Phật Pháp vô biên. Cách nào xin thầy nói mau. Con nóng lòng muốn nghe. Con bình tâm chớ qua nóng lòng. Rồi tất cả sẽ vuông tròn, con sẽ toại ý vừa lòng để đáp đền đạo hiếu với nhà. Nếu được như thế thì con xin cúi đầu đa tạ ơn đức cứu độ. Thầy sẽ tùy duyên mà dời tâm chuyển nghiệp. Như con đò đưa khách sang sông, biển cả mênh mông muôn trùng sóng cuộn, nhưng quay đầu là tới bến bình an. Thầy, những lời thầy dạy con chưa hiểu. Rồi con sẽ hiểu. Mày làm gì mày ở đây? Thì trời đất ơi, tao đang mơ thấy ôm người đẹp mà tự nhiên mày nhào vô đây mày thế chỗ.
Anh làm gì vậy? Coi anh kìa, riết rồi cái không giống ai đó. Giống ai là sao mày? Ê, còn mày giống ai? Mày làm gì? Mày đá tao? Ê, mày muốn tao đá mày không mày? Gì? Tao chưa đá mà mày bỏ mày chạy. Ê, mày đứng lại đó tao đá mày một cái coi. Sao mày đá tao? Cái gì vậy? Yếu xìu như bún thiêu mà đòi đá người ta. Bún thiêu là tại bún hôm qua. Chứ mày ngon mà. Mày đứng lại đi. Tao đá mày một cái bún bứt ruột luôn. Chứ mày đừng có nói mày là em của tao. Chứ mày là chị hai tao đâu mà. Tao làm cái gì mày cũng phê phán. Mày rầy la tao là sao mày? Em nói cho anh hai nghe nè. Anh ấy bỏ rượu chè mà tu tâm dưỡng tánh. Vậy? Nghe lời em đi ha. Khi mai mốt em dẫn anh đi chùa. Dẹp. Dẹp cái vụ đó đi. Vô chùa buồn muốn chết luôn. Cái chỗ gì mà muốn nói chuyện lớn cũng không được. Đi đứng cũng phải bắt đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Tao làm không được. Anh hai, không được thì tập từ từ. Anh hai, em rất buồn khi thấy anh cứ mãi say sưa. Ngày tôi cứ cùng bè bạn ăn chơi, sao anh không nghĩ lại làm một người đúng đắn nghiêm trang cho mọi người để thường tao tao đá cho bức cờ ruột. Tiền bạc cha tao ra, tao là con lớn trong nhà thì tao phải có quyền. Tao ăn xài tao phá tiền lệ, mắc mớ gì mày mày dạy con tao. Nhưng anh ơi, cha đã già rồi, một mai lìa bỏ cuộc. Hãy tu tình cho cha đẹp già, và em cùng vui lây. Thôi, tao vui không nổi rồi. Tao thấy tao như vậy là quá ngon rồi. Còn tu cái gì nữa? Mày thấy không? Ra đường ai dám khi tao? Tao đi tới đâu? Tao rải tiền tới đó. Cái đám bạn bè nó nói nó coi tao như là ông hoàng. Tao nói cái gì tụi nó cũng răm rắp nghe theo. Thì anh thử, anh không dung tiền ra coi họ có còn bu quanh nịnh bợ anh nữa không. Thôi thôi, mệt mày quá. Mày nói tao á, chứ còn mày. Tối ngày mày lo mày đi chùa, tối ngày mày cứ đi hoài. Mày không lo phụ bán cho cha, mày nói gì nữa? Sao anh là con trưởng mà anh không lo? Tao có lo mày đâu có thấy. Bởi vì tao lo cái chuyện lớn, không phải ba cái chuyện nhỏ xíu tầm thường như mày đâu. Chuyện lớn hả? Chuyện lớn là chuyện gì? Chuyện lớn là chuyện lớn chứ chuyện gì. Bởi vì cái chuyện lớn thì mày không thể nghe được. Bởi vì mày đâu phải là người lớn mà nghe được cái chuyện lớn. Bởi vì mày là người nhỏ cho nên mày nói chuyện với mày mệt quá. Thôi tao đi ngủ mày. Mệt. Anh hai, anh hai. Cái gì mà mày làm như trái nhà vậy? Cha ơi, con rối trí quá à. Ai làm mày rối trí? Thầy của con lâm bệnh rồi. Ôi, tưởng gì. Ông bệnh thì ông uống thuốc, có gì đâu. Hay là kêu ổng niệm Phật là hết liền, phải không con? Khổ nổi là thầy con bệnh nặng lắm, niệm Phật cũng không nổi nữa. Bởi vậy thầy mới biểu con á
ráng kiếm ai mướn người niệm Phật cho thầy. Mỗi một niệm là một quan tiền. Gia đình đâu? Đóng tất cả các cửa lại cho tao. Đi theo cha, đi theo cha, đi theo cha. Cha ơi, cha, chuyện gì vậy cha? Con vừa nói gì? Thầy con nói mướn giùm ai niệm Phật cho thầy. Cái dế sao kìa? Mỗi một niệm là một quan tiền. Tao bóp họng mày bây giờ. Nói nhỏ nhỏ, sao mày lớn họng quá vậy? Có gì không cha? Thiệt không con? Hả? Thiệt mà cha. Vậy cái phi vụ này con giao cho cha nghe. Đừng nói cho ai nghe nghe. Nó giật mối của cha nghe. Nhưng mà con không có giao cho cha được đâu. Sao vậy? Sao hả? Đồ bất khiếu chi tử đại nghịch vô đạo. Sao cha mắng con? Cha con với nhau mà mày còn tính toán. Tao mà mất cái mối làm ăn này đó nghe, tao đuổi mày ra khỏi nhà đó. Không phải con muốn hất cha, nhưng mà tại vì xưa nay cha đâu có ưa niệm Phật. Nhưng bây giờ thì tao thấy bắt đầu muốn ưa niệm Phật rồi. Hả? Sao là vậy cha? Con chẳng hiểu sao cha lại đổi thay. Có gì đâu mà khó hiểu. Chẳng qua là cha thấy tiền tài sắp vô tới. Nếu trót lọt vụ này tiền trong tủ cha chất này nhiều hơn. À, con hiểu rồi. Cha muốn lãnh cái phi vụ niệm Phật này để kiếm thêm tiền, phải không cha? Chơi gì nữa, đó là tâm nguyện của cha mà. Ở đâu có tiền là có cha tới đó. Vậy cái vụ này con giao cho cha hả cha? Chớ giao cho ai. Mà nhớ bí mật, đừng cho ai biết, kẻo có người khác giật mối của cha nghe con. Nhưng mà thầy con nói niệm Phật thì trong đầu phải nghĩ tới Phật, chứ không được nghĩ tới tiền. Mà cha thì thôi không được đâu, để con đi nhờ người khác. Đứng lại. Trời ơi là trời, trời ơi. Đó là con tôi mà muốn đập bể đồ cơm của tôi đã. Trời, đồ cơm bất hiếu. Nhưng mà tại vì cha. Bảo đảm cha làm được. Con yên chí, cha sẽ thỉnh về liên một tượng Phật để ngay trước mặt. Hứa với con là cha miệng niệm Phật, đầu nghĩ Phật, không sai chạy. Con tin chưa? Mà chắc không cha? Dân làm ăn chuyên nghiệp như cha luôn giữ chữ tín làm đầu mà con. Bảo đảm. Thôi cũng được. Con sẽ lãnh trách nhiệm giám sát cho cha. Cứ một niệm là một quan tiền, bao nhiêu niệm cũng được, cứ thế mà tính tới. Trời ơi, cha sung sướng quá con ơi. Khi không rồi khó ấy, làm gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi mà có tiền. Nam mô A Di Đà Phật, một quan rồi. Nam mô A Di Đà Phật, khai quan rồi, cho dễ quá. Ôi sao đời cha hạnh phúc quá con ơi. Gia nhân đâu? Bắt đầu từ ngày hôm nay, việc mua bán tao giao lại cho thư ký lo liệu. Có gì thì hỏi nó. Còn ta bế quan một tháng, đừng ai quấy rầy. Gì cha? Để cha yên tâm niệm Phật kiếm tiền. Dạ thưa thầy, làm sao bây giờ hả thầy? Số tiền chúng con gom góp cho thầy hôm nay đã lên tới 3.000 lượng bạc. Lão bá hộ ấy thật là tham lam, nếu cứ kéo dài mãi sợ chúng con không kham nổi đâu thầy ơi. Các con an tâm, rồi đâu sẽ vào đấy. Dạ,
Nhưng thưa thầy, chỉ mới có một tháng mà số tiền đã lớn như vậy. Cái lão bá hộ này chắc là niệm Phật đến không ăn không ngủ. Đó chính là ý định của thầy. Nhưng thầy ơi, khi thấy tiền từ từ vào tay của một kẻ tham tiền hơn ai, con thấy lòng thật là lo âu. Sao thầy phải nhọc lòng mà chi? Vì chúng con tức tối làm sao, không muốn cho bận tâm đến thầy. Lão già kia quá ư tham tiền, chẳng biết gì nỗi khổ tâm của thầy. Xin thầy đừng mãi chịu y kẻ tham lam. Biển cả mênh mông quay đầu tới bến, phong hạ đồ đáo lập địa thành Phật. Một bước tới địa ngục, một bước tới Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà. Cha, thôi nghỉ dùng cơm đi cha. Trời đất ơi, cái con nhỏ này cơm dưới nước hoài. Ngừng lại nói chuyện với mày là tao hao mất mấy quan tiền rồi mày biết không? Nhưng mà cha không ăn không ngủ như vậy, sức khỏe cha làm sao chịu nổi? Tao chịu được. Miệng có tiền là tao làm tất cả. Mày thấy không, chỉ mới có một tháng thôi mà tao đã có 3.000 lượng bạc rồi. Bằng cả năm tao quần quật, tao không vui sao được. Tao nhất định tao niệm hoài, để tiền vô hoài. Cửa tiệm mấy bữa nay làm sao rồi? Dạ cũng bình thường. Vậy là tao yên tâm. Nói chuyện với mày hoài tao hao lắm mày biết không? Thời gian của tao là tiền là bạc. Thôi không nói chuyện với mày nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Ba quan. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn quan. Nam mô A Di Đà Phật. Năm quan. Ta giàu to rồi. Ta giàu to rồi. Đã gần 6 tháng rồi và số tiền giao cho lão bá hộ đã trên 10.000 lượng bạc. Chúng con thiệt hết kham nổi rồi. Mong thầy xem xét lại. Hạt giống đã gieo mầm, ngày gặt quả sẽ không còn xa xôi nữa. Rồi thầy sẽ hoàn trả lại cho các con. Thầy ơi.
nhưng chúng con chưa hiểu được tâm ý của thầy. Sao lại vì một con người tham lam kia mà phải bận tâm tốn hao nhiều công sức? Nếu chẳng may có gì không ổn thì đạo hạnh lâu nay của thầy xây đắp sẽ tiêu tan vì một kẻ vô tình. Con chỉ xin thầy suy nghĩ cản cùng, chúng con là người tâm sơ trí mọn, chỉ nhìn gần chứ không thể nhìn xa, nhưng cũng thấy được rằng với một kẻ gian tham thì lòng dạ thâm sâu không sao dò tận đáy. Con lo sợ ngày mai danh dự thầy hao tổn, rồi tai tiếng ố uế, rồi đạo hạnh suy mòn. Việc thầy làm chỉ một mình thầy biết, các con chớ quá lo âu mà lay động tâm tư. Thầy ơi, nhưng con không thể nào yên tâm cho được. Đã trên 10.000 lượng bạc, chính con và đạo hữu đây đã chạy dại khắp nơi cho thầy vay mượn, rồi làm sao thầy có thể hoàn lại cho mọi người, vì đã có lời ra tiếng vào rồi đó. Từ vô lượng kiếp trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng dùng cả thân mình hiển trọn cho chánh pháp, thì ta hôm nay có xá gì đâu một chút danh dự của miệng. Làm sao đưa chúng sinh rời khỏi bến mê lầm, có những sự hy sinh tưởng chừng như vô ích, nhưng chưa đừng muôn vàng ý nghĩa thâm sâu. Nhân đã gieo rồi quả sẽ đến nay mai, ta chẳng có gì phải lo âu suy nghĩ. Ta vào địa ngục để đưa người lên thiên đức, bất hạnh ngày nay là hạnh phúc sau này. Thầy ơi, thầy ơi, thầy! Có chuyện gì thế con? Chết rồi thầy ơi, cha của con đóng chặt cửa không cho con vào thăm viếng, tiếng niệm Phật cũng im bặt mấy ngày nay. Hay, hay lắm. Ủa, sao lại hay hả thầy? Con sợ lắm, không biết có chuyện gì không. Hay lão đang yên lặng để toan tính thêm điều gì nữa. Thầy ơi, con chẳng biết cớ sự ra sao, con muốn hỏi nhưng cha con không chịu mở cửa. Trái đã chín rồi, chỉ chờ một ngọn gió lai là vào tay người gặt hái. Phật chúng sanh
trong lặng. Đạo cảm thông không thể nghỉ, để cho nhĩ đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Đã lâu rồi ta chưa từng thấy lúc nào lòng ta yên ổn như bây giờ. Đã từ lâu rồi giấc ngủ mới đến với ta trong bình yên phẳng lặng, xa rời những con số, xa rời những tính toán lọc lừa, xa rời cả những buồn thương oán giận. Ta chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng thơ thớn, đầu óc thênh thang rộng mở như bây giờ. Chẳng lẽ tiếng niệm Phật lại có sức mạnh nhiệm màu đến thế sao? Chẳng lẽ cái hạnh phúc trần gian là đây mà ta vừa nếm trải, cái hạnh phúc sẵn có mà ta không hề biết, chỉ vì mãi chạy theo tiền bạc đua chen? Cái chân tâm từ lâu bị bụi mờ văng phủ, nay bỗng chốc hiện bày cho ta chợt thấy được bản tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mai, con của cha, cha cảm ơn con. Cha ơi, cha có bệnh gì không cha? Sao mấy ngày qua cha im lặng vậy? Cha im lặng là để tự soi rọi bản thân mình. Cha vừa chợt thấy một điều là từ ấy đến giờ lời đua trên đầu óc chẳng phúc nào được bình thản nghỉ ngơi. Rồi từ khi biết niệm Phật lòng cha bỗng ngay ổn lạ thường, quên hết mọi ưu phiền và tâm hồn bình yên. Còn gì vui hơn khi thấy cha đã quay về cùng Phật Pháp. Có
nghĩa là chữ hiếu con đã vẹn khi đưa cha rời khỏi bên mê lắm. Dạng vật do tâm, tâm chuyện quá duyên lành. Ngày hôm nay cha quay về bờ giá, lòng con vui như cực lạc thiên nơi đây. Cái hạnh phúc này là do thầy con tạo dựng, người đã vì cha mà chịu mọi tiếng quan. Nhưng đổi lại là một người vừa được độ, ôi công đức vô biên, lòng Phật rộng vô bờ. Thầy của con quả là một chân sư, cha rất khâm phục người. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, con nói cái vụ này nè, nó hay lắm. Cha ơi, ngồi xuống đó. À, cha ơi, nhưng mà con muốn cho cha hay một cái mối làm ăn này, ta nói nó ngon ngon lắm. Cha im. Ủa, ta sao bữa nay ta tự nhiên đổi tính nè trời. Ủa, sao cha làm con khó hiểu vậy cha? Bây giờ con ngồi xuống nghe cha dạy. Dạy thì dạy rồi, nhưng mà cha ơi, con muốn nói là... Ngồi xuống. Ngồi. Từ lâu rồi cha không có dạy con, tại vì cha chỉ biết chạy theo đồng tiền mưu mô tính toán. Cha đã quên đi trách nhiệm làm cha. Bây giờ cha bình tĩnh và soi rọi lại mình, thấy rằng cha phải dạy dỗ cho con nên người hữu dụng. Mẹ con đã mất rồi, chỉ còn có cha. Tình thương của cha đặt không đúng đã làm cho con hư hỏng. Chẳng qua là cha quá nuông chiều con. Bắt đầu từ bây giờ, cha cấm con không được giao du với đám bạn xấu xa. Phải học làm người, sống sao cho xứng đáng. Nếu con còn cãi lời cha, cha sẽ trừng trị thẳng tay đó. Nhưng mà con đã làm gì đâu mà cha mắng chửi con? Bữa nay con đâu có nhậu với ai, con đòi cấm không cho con chơi với bạn bè đi. Cha đuổi tánh vừa vừa thôi. Bởi mà người ta nói đúng rồi, người ta nói là gì à, xanh tận đất xanh cỏ, chắc sắp xanh cỏ rồi. Chắc là tới rồi, biết mà. Mày còn ương ngạnh với cha mày hả? Mai đâu? Lấy roi cho cha. Mày, trời ơi, mày là em của tao mà mày muốn hại tao nữa. Cha biểu mày đem roi mà sao mày lẹ quá vậy? Mày không đi chậm chậm mà mày lấy roi để mày hại tao. Nín đi. Nín. Nằm xuống. Từ rày sắp tới, nếu con còn trái lời của cha thì cha sẽ khoan chậm chậm bơ cha. Cha hãy ngừng tay rồi mà bấy lâu nay vì quá ấy lại vào sự nuông chiều dễ dãi của cha mà con ngày càng hoang đàn hồng.
Con xin hứa từ nay nghe lời cha dạy, làm một đứa con hiếu thảo ngoan. Lỗi cũng tại cha một phần, mãi lo buôn bán làm ăn mà không để tâm dạy dỗ chăm nom cho con, cho nên con mới hư hỏng như vậy. Thì nay con không dám vậy nữa. Mày bệnh hả? Sắp chết đến nơi rồi mày ơi. Nhưng mà chết chơi cũng chơi à. Nhưng mày còn hú nổi không? Ráng. Mày buồn ngủ hả? Nó tới giờ rồi, chỉ còn môn này nữa là tao chưa có dạy mày thôi. Trời đất, đã lắm. Ôi mày ơi, chơi hoài coi chừng nó chết là thiệt đó. Ôi, chết thì có gì đâu mà sợ, ai mà không chết. Mấy ông sư ông chết thì có thần có Phật rước ổng, còn mấy ông nhà giàu chết thì có gia nhân hàng hàng lớp lớp đưa tiền. Còn tao với mày chết thì bảo đảm cũng có cô hồn các đảng rước mình. Mày không nghe người ta nói sao? Nói sao? Con Phật, Phật rước. Con ma, ma rước. Còn tao với mày lại lọt vô cái hàng thứ ba là quỷ. Con quỷ thì quỷ rước. Hiểu chưa? Sao mày không muốn Phật rước mà lại muốn quỷ rước? Ngu. Sao? Phật rước lên cổ trên, ai cho mày quỷ? Còn quỷ rước xuống địa ngục thì mình được quậy tiếp. Mày thấy đã không? Hú hết nổi rồi. Bây giờ tao hỏi mày, mày có đi với tao không? Đi đâu? Đi gặp nàng tiên nâu, nàng tiên nước da bánh mật, nàng tiên kiều diệm nước da mặn mà, thước tha uyển chuyển như mây bay nhẹ nhàng, tên là nàng tiên nâu. Mày có biết không? Tao không biết đâu. Tên là gì mà nghe lạ, ai là tiên bất cả? Ô mày ngu quá là ngu, đó là nàng tiên nâu. Thôi thôi, thôi thôi, tao không dám đi đâu. Mày ngu quá. Tao sợ lắm. Nhưng mà mày biết nàng tiên nâu không? Không. Mày muốn biết thì mày đi với tao.
tao dạy cho mày, mày sẽ thấy lân lân bay bổng như lên chín tầng mây gì đó. Bay được à? Yên tâm đi, tao á sẽ huấn luyện cho mày cái môn khoái lạc cuối cùng. Đường vào địa ngục á, tao đã đưa mày vô được 11 cửa rồi. Giờ còn một cái cửa chót à. Nếu như cái cửa thứ 12 này á, sao? Mày vô chót lọt, bảo đảm quỷ nó mới rước được mày. Chứ không thôi khi mày chết á, không có nơi nương tựa. Thôi, cảm ơn mày. Theo mày xít chút nữa là tao không biết đường về rồi. Thôi, từ nay tao không muốn gặp mày nữa. Đi, đi, đi. Sao mày xô tao dữ vậy? Đi, tao muốn mày xa lánh tao. Mày thấy tao yếu không? Từ hồi tao nhập cái môn phái này, tao trở nên nhẹ nhàng hơn, đi cứ như bay trong gió vậy đó. Không dấp cục đá nào tao vẫn té. Thôi đi nha, trời ơi đi không nổi rồi, tao lết thôi. Trời ơi, lết giờ giống cái bang ăn mày rồi. Ơi mấy cho tao chút đỉnh tiền tao hút đi. Không cho. Bây giờ mày đi không? Mày không đi là tao. Đừng quên, mày thổi tao cũng bay mà. Trời ơi, phước đức ông bà để lại, ơi xém chút nữa là tiêu luôn rồi. Hú hồn, hú vía. Thầy ơi, tôi mừng lắm. Thầy biết không, lâu rồi tôi đâu có ngủ ngon giấc. Ngày thì lo tính toán lỗ lời, đêm thì lo thao thức sợ ăn trộm rình mò, đầu óc không một phút nào ngơ nghỉ. Rồi từ khi nhận lời niệm Phật an tiền, tôi mới tạm quên những não phiền tính toán, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Rồi bỗng chợt tôi ngộ ra rằng hạnh phúc hay khổ đau là do tâm ta quyết định, và vật chất tiền tài chỉ làm cho ta thêm đọa lạc mà thôi. Cảm ơn thầy, tôi xin trả lại tất cả vàng bạc cho thầy, và sẽ hiến dâng cho thầy một phần tài sản để thành tâm bố thí. A-di-đà-phật. Mừng cho thí chủ hương thiện hồi đầu, đã niệm Phật đạt đến công phu nhất tâm bất loạn. Trong hào quang quá vô số Phật, quá Bồ Tát chung nghiệp độ chúng sanh.
Xem lão ấy có còn lấn áp chúng ta được nữa hay không. Một khi mất hết thanh danh vì chúng đệ tử không tròn đạo hạnh, giới đức tiêu tan rồi tiếng xấu tràn lan. Nghĩa là sao? Huynh nói mau cho đệ đây tường tận. Có cách gì hay làm mà quy thế lão lung lay, để cho nóng lòng rồi ta sẽ giải bài thôi. Cái ấy thật tuyệt vời, không còn gì hay hơn. Các đệ tử của lão xưa nay danh đình thấm hạnh, nhưng đến phút này đây thì phẩm hạnh ấy còn chăng? Lệ vẫn chưa hiểu ý của huynh. Ta đã sắp đặt cả rồi, để con nghe qua danh tiếng của nàng Liên Hoa Sắc chứ. Nàng ấy là một kỳ nữ tài sắc biện toàn, chúng dân nam tử trong thành đều chạy theo nàng để dâng hiến tiền tài của cải.
nhưng nàng ấy đâu có liên quan gì đến chuyện này. Đệ không hiểu gì cả. Các đệ tử của lão Cù Đàm dù thanh cao đức hạnh, nhưng chúng quý, họ cũng chỉ là một con người. Họ ít tiếp xúc với chúng dân thế tục. Nhưng ai dám đảm bảo rằng các ngài ấy không rung động trước nhan sắc nữ lưu? Một khi ta đối diện cùng hàng nữ lưu, tài trí lão luyện như liên hoa sắc, hay hay lắm. Kế của huynh thật thâm sâu, để vô cùng bái phục. Một khi ta đã ra tay thì đừng mong ai thoát khỏi. Ta đã hẹn cùng nàng Liên Hoa Sắc, nàng ấy sẽ đến đây để làm theo kế hoạch của ta. Ok, sư huynh, hình như nàng đã đến. Xin chào Liên Hoa Sắc. Xin chào. Ngài đợi ta có lâu không? Không, ta cũng vừa mới tới. Ngài cho mời ta đến gặp ngài, có chuyện gì quan trọng không? Có một việc rất là quan trọng, ta muốn nhờ nàng. Các ngài là đạo sĩ thì có gì quan trọng phải nhờ ta? Nè, ta không có biết tu hành đâu nha. Không, ta đâu phải cần nàng tu hành luyện phép như chúng ta, mà muốn nhờ nàng giúp chúng ta một việc. Việc gì, ngài nói đi, để xem ta có làm được hay không. Ta thiệt nghĩ việc này nàng sẽ làm được. Chẳng những làm được mà còn làm xuất sắc nữa kìa. Ta chẳng hiểu, ngài nói mau đi, ta phải làm gì? Chẳng cần nàng phải làm gì khó nhọc, mà chỉ cần nàng. Ta phải làm sao? Quyến rũ một người. Có lẽ việc này không khó đối với nàng, phải không? Tưởng là việc gì kinh thiên động địa, chứ chuyện quyến rũ một người thì đối với ta đâu có gì là khó. Ta chẳng cần làm gì cả, mà chỉ cần một ánh mắt đồng đưa hay với một nụ cười. Ngài nói có quá lắm không? Ai mà lại có thể chống chọi nổi với Liên Hoa Sắc này chứ? Chúng ta biết rằng Liên Hoa Sắc là một kỹ nữ gian danh khắp thành này. Một khi kẻ nào gặp nàng đều quỳ phục dưới chân. Nhưng có một người. Người nào? Nói mau đi. Người này là đệ tử của Cù Đàm. Là ai? Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử xuất sắc của Đức Phật à? Phải. Chúng tôi được biết hôm nay Mục Kiền Liên sẽ đi khất thực ngang qua đây. Vì vậy chúng tôi muốn nhờ nàng chặn đường người và giở trò quyến rũ. Vở kịch này hay đó. Ta cũng rất hân hoan khi được tham gia một vai diễn đúng sở trường. Nhưng mà nè,
đệ tử Cù Đàm nổi tiếng nghiêm trang, không biết ta có hoàn thành nhiệm vụ được chăng? Liên Hoa Sắc mà cũng mất tự tin như thế sao? Không phải, nhưng từ trước tới giờ ta chỉ quyến rũ những kẻ giàu sang thế tục, những kẻ háo sắc đa tình. Còn đằng này là Thích Tử Sa Môn, ta chưa thử tài qua lần nào nên chưa biết. Ta không tin, ta không tin có ai mà không xa vào lưới tình của Liên Hoa Sắc. Ta nghĩ nàng có thừa mánh khóe để chiêu dụ một Kiền Liên. Xong việc rồi, ta sẽ trọng thưởng cho nàng như nàng mong muốn. Chào tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử tin yêu của Đức Phật. Mô Phật. Chẳng hay ngài đi đâu vậy? Mô Phật, đã đến giờ tôi đi khất thực. Làm đệ tử của Đức Phật cũng cực nhọc quá nhỉ, phải đi khất thực kìa. Như vậy chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Phải, Phật dạy chúng tôi phải buông bỏ tất cả, cung vàng điện ngọc không là gì vướng bận. Cơm khất thực ngàn nhà, đệ tử biết mình phải luôn tri ơn thi chủ đàn na. Nhưng mà chịu cực khổ như vậy để có gì vui? Có chứ, vui trong đạo pháp, vui trong niềm thoát tục. Cái vui mà người trần gian khó tìm thấy được. Một khi còn vướng mắc vào vòng danh lợi đua chen, không thể nào thấy được niềm vui mãi toàn tính lo âu, mãi u sầu phân vân, bị trói chặt vào danh lợi bạc tiền thì chỉ còn biết có tiền nhân ngủ chẳng được tròn. Khi ăn vẫn còn tính toán, xưa nay lẽ thường tình như thế, con người thì phải có danh có lợi, có sắc đẹp có uy quyền, đó là hạnh phúc trần. Kiền Liên, ta thấy chàng cũng là một nam nhân đẹp đẽ,
dáng dấp hiên ngang, sao lại phí bỏ đời mình để khoác vào chiếc áo nhà tu khổ hạnh? Ta hỏi thật nha, chàng có biết yêu không? Thưa, tôi biết. Thấy chưa, ta nghĩ là chàng cũng biết yêu, vì chàng cũng giống như mọi người. Và trên đời này có gì cao hơn tình yêu được chứ? Cô nói đúng. Chàng cũng chấp nhận lời ta là đúng mà. Phải, trên đời này nếu ai không có tình yêu thì sẽ không hiểu được ý nghĩa gì trong cuộc sống. Nói thế chàng cũng đã yêu. Thế tình yêu của chàng như thế nào? Có mãnh liệt không? Có sai đắm không? Chàng có thể vì tình yêu ấy mà làm tất cả không? Vâng, ta đã yêu. Một tình yêu rất chân thành, mãnh liệt. Và ta có thể vì tình yêu đó mà đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình. Vậy chàng đã yêu ai? Ta yêu nàng. Vì nàng cũng là một chúng sinh như muôn ngàn chúng sinh đang trôi lăn trong ba đường sáu nẻo. Ta yêu chúng sinh, yêu tất cả muôn loài. Và vì tình yêu ấy, dù phải trải qua trăm ngàn thân xác để cứu độ sanh linh, thì ta cũng sẵn sàng và hân hoan chấp nhận. Thôi, chàng đừng nói những lời cao xa khó hiểu. Ta chỉ biết rằng ta là phận gái. Và chàng biết không, tình yêu là điều thiêng liêng nhất. Với người con gái thì điều đó lại càng thiêng liêng hơn. Chàng ơi, lần đầu tiên khi gặp chàng, ta đã nghe tâm hồn mình. Cùng ai nên nghĩa châu trân cho đời thêm vui, ta chỉ mong rằng sẽ cùng nhau sanh bước trần thế. Ta hãy tận hưởng
chàng có trái tim sắt đá. Chàng ơi, hãy cùng ta vui trọn niềm vui. Xin cô đừng làm thế. Mọi người nhìn vào sẽ cười chê tôi là kẻ tu hành mà không tròn phẩm hạnh. Ta không còn gì cả, chỉ biết rằng ta yêu chàng. Liên Hoa Sắc, dừng lại đi. Cuộc đời của nàng trước kia là những chuỗi ngày đắng cay đau. Sao không biết tự ăn năn sám hối mà hôm nay lại muốn xa chân vào bóng tối đêm dài. Ta chợt xót thương thay cho phận gái lạc loài, bởi cuộc đời không may xô đầy kiếp đoá đại nạn cánh chiều. Đời thật
bình gì đơn sơ mà cũng chẳng được tròn như mong. Có phải cuộc đời là đầy những bất công, sao trời nỡ phụ lòng không cho tròn hạnh phúc? Vì trong cuộc đời nhân duyên kết theo bao đời, ta khổ đau vì xưa gieo khổ thì nay đành cam nhận về cơ chi buồn phiền. Vì oán hận cuộc đời trung duyên lắm nỗi, tôi càng xa chân vào vô tâm mình mùng. Sao không dừng chân lại để tìm một hướng đi êm ả cho mình, rồi hôm nay lại nghe lời ngoại đạo toan hãm hại kẻ tu hành nữa sao? À, ngài, ngài nói sao? Cô không thể che giấu được tôi đâu, tôi biết rõ, và khuyên cô hãy dừng chân. Tội lỗi vì chuyện đời tôi lắm éo le, nếu ngài biết được e rằng ngài cùng bịt tay quay mặt. Không, cô hãy nói đi, xem như đó là lời sám hối.